Ông Biden trao toàn quyền cho tư lệnh quân đội đáp trả vụ đánh bom Kabul. Những ngày sắp tới có thể nguy hiểm nhất với chiến dịch sơ tán ở Afghanistan. Tổng thống Joe Biden trao toàn quyền cho các tư lệnh đảm bảo chiến dịch an toàn và đáp trả vụ đánh bom ở sân bay Kabul. Các tư lệnh của chúng tôi cũng cập nhật cho Tổng thống và Phó Tổng thống biết về các kế hoạch nhắm vào các mục tiêu. Vài ngày tới của sứ mệnh sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Tổng thống tái xác nhận với các tư lệnh rằng ông ủng hộ họ sử dụng toàn quyền cần thiết để xúc tiến chiến dịch và bảo vệ các binh lính của chúng tôi. Tất cả đều báo cáo lại rằng họ có đủ các nguồn lực được tin cần thiết để hành động một cách hiệu quả, thông cáo của Nhà Trắng ngày 27 tháng 8 cho biết. Thông cáo cho biết thêm, Tổng thống Biden đã được thông báo rằng quân đội Mỹ đã nối lại hoạt động sơ tán ở Kabul với việc cứ vài giờ có hàng nghìn người được sơ tán khỏi Afghanistan. Cảnh báo được đưa ra không lâu sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài cổng sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 26 tháng 8. Một quan chức Bộ Y tế Afghanistan cho biết, vụ tấn công đã khiến hơn 170 người chết, ít nhất 200 người bị thương. Lầu Năm Góc cũng xác nhận 13 quân nhân Mỹ, trong đó có 11 lính thủy đánh bộ, thiệt mạng trong vụ tấn công và 18 người khác bị thương. Lầu Năm Góc cũng cho biết, chỉ có một vụ đánh bom liều chết ở cổng sân bay thay vì hai vụ, bao gồm một vụ bên ngoài một khách sạn gần sân bay như thông tin ban đầu. Hiện chưa rõ thủ phạm vụ tấn công, song ISIS-K, một nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng IS hoạt động ở Afghanistan và một số nước trong khu vực, và là kẻ thù không đội trời chung với Taliban, đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tổng thống Biden hôm qua tuyên bố, Mỹ sẽ tìm ra và đáp trả mạnh mẽ những kẻ đứng sau vụ tấn công. Ông cũng giữ nguyên kế hoạch hoàn tất chiến dịch di tản khỏi Afghanistan không quá ngày 31 tháng 8. Hơn 100.000 người đã được sơ tán kể từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8. Mỹ và các đồng minh đã sơ tán khoảng 105.000 người khỏi Afghanistan. Nếu tính từ cuối tháng 7 thì con số này là hơn 110.000 người. Một số nước được cho là đã dừng chiến dịch sơ tán. Lầu Năm Góc hôm qua cho biết, chiến dịch sơ tán của Mỹ tại Afghanistan vẫn dự kiến kết thúc vào cuối tháng này theo kế hoạch ban đầu. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby bác bỏ thông tin nói rằng Taliban đã kiểm soát sân bay Kabul. Họ, Taliban không kiểm soát bất cứ cổng nào của sân bay. Họ không tham gia bất cứ hoạt động nào ở sân bay. Hiện sân bay Kabul vẫn do quân đội Mỹ kiểm soát, ông Kirby nói. Theo các phóng viên hiện trường, lượng người đổ về sân bay Kabul đã giảm so với những ngày trước đó, đặc biệt sau vụ đánh bom liều chết hôm 26 tháng 8. Taliban được cho là đã chặn tuyến đường dẫn đến cổng chính của sân bay. Đường phố trở nên yên ắng hơn, các trung tâm thương mại vẫn còn đóng cửa, rất ít doanh nghiệp hoạt động.